Rồi em mới về một lô TV chống giật hàng chống giật từ Nhật Bản, hàng mới chăm chăm chưa sử dụng nguyên hộp nha. Loại 20A, đồng giò là 30mAh, mới chăm chăm, có đủ phụ kiện luôn nha, ốc nè, hàng nguyên hộp luôn. Tezasaki Nhật Bản, hàng chống giật 20A nha, nguyên hộp ạ, về được chục thùng. Rồi tiếp theo hàng Mitsu cóc thường nha, loại 20A, hàng tháo tủ nha nha, vẫn còn nguyên dây cắt này. Đây là loại chống chập nha. Chống chập ạ. Hàng mới cắt ra chưa vệ sinh. Ok, hàng tháo tủ của Nhật nha, chống chập ạ. Chưa cắt, chưa có vệ sinh. Hàng em về rất là nhiều luôn, nguyên bảng điện luôn nha anh em. Thì hàng ngày có một công tắc tổng và nó chia ra nhánh này. Hàng này 60A mà điện 220 thì bây giờ về mình chỉ có xài được điện một pha 220 nha. Lắp hai pha ngoài cùng, một pha giữa, cái này là Nhật Bản của hãng Kawamura gì đó, này CV thép này, CV thép hai pha, một pha 20A nha.